Theo các nguồn tin, ông Gamboa và 7 quan chức khác đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Hiện ông Gamboa bị thương nhẹ, nhưng hai tướng cảnh sát khác đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, máy bay trực thăng đưa các quan chức này tới tỉnh Laguna để tham dự một hội nghị. Thông báo của cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do trực thăng bị vướng phải đường dây điện cao thế lúc cất cánh và bốc cháy. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hỏa và cấp cứu đã có mặt tại hiện trường và kiểm soát được vụ tai nạn.